À nhá, có bị thương không? Hả? Một chỗ được không? Đang cho phụ huynh đổi đấy. Xin phép cô giáo quay cho hiệu trưởng tí nhé. Phú chịu nước lắm nhỉ. Nên cô giáo với lớp quay cho nhà trường để cho nhà trường sửa chữa. Cô hẹ cầm đi, ngồi ướt hết cả đi quần đi, còn đang tự nhiên lên ngồi với ghế của lớp này đấy, tự nhiên ướt cả đi quần này. Ngẩng lên, mát đấy nhỉ? Mát, ngẩng lên thì mới phát hiện ra là, nhà bị rột, nhà bị giãn đấy. Dìu lỏng cả xi đây còn chóc hết cả trời đây cũng ghê nghe. Hello. Bạn làm đi để em chỉ này. Cái này có phải không nhỉ? Đây có phải không này?